theo đề án, các doanh nghiệp mỗi năm sẽ giải quyết việc làm mới cho 8.000 lao động. Đến năm 2025, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 55% tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh và 65% tổng thu ngân sách nội địa. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phát triển doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, chú trọng thu hút doanh nghiệp lớn, chủ động chuỗi cung ứng đầu tư vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, trách nhiệm xã hội.